chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những sản phẩm mình rất là yêu thích, cũng như những sản phẩm này là những sản phẩm mình sử dụng rất thường xuyên trong mùa xuân vừa rồi. Tiểu bang mình sinh sống là tiểu bang Texas. Thì Texas đối với mùa xuân thì nó cũng không hẳn là mát mẻ lắm. Những ngày đầu xuân thì nó thời tiết của nó khá là mát mẻ và dễ chịu, thì mình có những hoạt động ngoài trời như là đi leo núi, đi dã ngoại hay đi biển. Nhưng mà tới những ngày cuối mùa xuân rồi thì những cái hoạt động đó sẽ không có còn nữa, tại vì thời tiết nó đã trở nên rất là nóng rồi. Ngoài ra, Texas bị dị ứng rất là nhiều trong mùa xuân. Khi những phấn hoa bay vào mắt, vào mũi, vào miệng của bạn thì nó làm cho bạn rất là khó chịu. Do đó, những sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một phần là làm sao mình có thể trải qua được mùa xuân một cách rất là êm dịu mà không có xảy ra những cái khó chịu do cái thời tiết gây ra cho bản thân mình. Rồi, mình bắt đầu ha. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là bộ sản phẩm dầu gội đầu và dầu xả hiệu Orlando Pira. Đây, các bạn có thấy không? Đây là bộ dầu gội đầu và dầu xả. Đây là cái bộ dầu gội đầu mà mình cực kỳ yêu thích và mình đã tìm kiếm nó rất là lâu rồi. Tiểu bang của mình thì độ ẩm nó rất là cao. Khi mà các bạn gội đầu xong, các bạn đi ra ngoài đường đứng một chút xíu là tóc của các bạn có thể bớt lại và rất là ghê. Ngoài ra, nó có thể làm cho tóc bạn bị sẹp và nhìn nó cứ lúc nào nó cũng dơ dơ, mình rất là khó chịu. Thì mình đã tìm kiếm rất nhiều dầu, loại dầu gội đầu rồi, những cái hãng hiệu mắc tiền, những cái nhãn hiệu mà mình phải nhờ bạn của mình có license mới mua được, cho đến những cái nhãn hiệu mà giá bình dân mình đều xài rất là nhiều mà không có cái dầu gội đầu nào mà mình ưng ý hết. Và đây là cái cặp dầu gội đầu và dầu xả mà mình rất là yêu thích, và giá thành của nó thì cực kỳ mềm. Nó khoảng 17 đồng mà mình mua nó ở trong Costco. Cái dầu gội đầu này nó làm cho tóc của mình một phần nào đó không có quá sẹp, nó có cái độ bồng bềnh. Mình tắm xong thì mình có con nhỏ cho nên mình cũng không có thời gian để mình xếp tóc. Thành thử là mình tắm xong mình để tóc mình khô tự nhiên á, thì một lúc sau khi mình nó khô nó cũng không có quá sẹp lép xuống cái đầu của mình, nó có một cái độ bồng bềnh một chút xíu. Ngoài ra nó giữ lại cho tóc của mình cái tinh dầu tự nhiên của tóc, nó làm cho tóc mình một phần nào đó cũng hơi ống ả một chút chứ nó không có quá khô. Cho nên mình rất là thích cái dầu gội đầu này. Cái chai này rất là to, chỉ có 17 đồng thôi, và mình mua ở Costco, thành ra mình thấy cái giá thành cũng như là cái hiệu quả mà nó mang lại cho mình thì rất là cao, mình rất là yêu thích. Sản phẩm thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn là một sản phẩm giúp mình vượt qua được cái mùa xuân về cái vấn đề dị ứng. Đây là cái sản phẩm nước rửa mắt Roto, hiệu mình không biết là Lysi hay là Lysi. Đây, mình có dịp mua cái chai nước rửa mắt này trong một chuyến đi du lịch Nhật. Và khi mà mình thấy cái nhãn hiệu Roto thì mình nhớ đến cái thời mà mình còn ở Việt Nam, khi mà họ quảng cáo nước nhỏ mắt hiệu Roto thì nó rất là nổi tiếng. Cái chai của nó như thế này, để mình cho bạn coi. Cái chai của nó như thế này, rất là to ha. Thì nó có một cái nắp, bạn chỉ cần bỏ cái dung dịch này, bạn bỏ cái dung dịch này lên trên cái nắp này cho đến cái đường mà họ chỉ dẫn như vậy, và bạn bỏ lên mắt, bạn chớp mắt thì cái dung dịch này nó hòa lẫn với mắt của bạn và nó có thể rửa mắt của bạn. Sau khi mà bạn rửa mắt xong á thì mắt của bạn cảm thấy rất là mát, rất là cảm thấy sảng khoái, thì mình rất là yêu thích. Cái chai này là cái chai thứ hai mà mình sử dụng, và không phải một mình sử dụng cái loại sản phẩm này mà cả nhà mình đều sử dụng luôn và ai cũng rất là thích. Mình thật sự không nhớ giá thành của nó. Mình mua nó khoảng nửa năm trước rồi và mình cũng không biết, không nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ là khoảng hơn 10 đồng một tí. Cái sản phẩm này có bán ở trên Amazon, thì mình có thể tìm cái link và mình bỏ trong cái information box ở dưới ha. Cái sản phẩm thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đây là một sản phẩm kem chống nắng. Như các bạn đã biết, mình đã nói ngay từ đầu là cái tiểu bang mình sinh sống, mùa xuân nó không có thực sự mát mẻ lắm đâu. Mùa xuân nó cũng nóng và cái nắng của nó cũng rất là gay gắt rồi, và mình cũng phải đi tìm cái kem chống nắng mà mình yêu thích. Đây là cái hiệu kem chống nắng mà mình cực kỳ yêu thích. Đây, hiệu Super Goops. Như các bạn đã biết, kem chống nắng trên thị trường nó có hai loại. Loại thứ nhất là kem chống nắng chemical. Chemical nói nôm na là nó sử dụng hóa chất để giúp cho da của bạn không có bị
không có bị giống như là bị ảnh hưởng của những cái tia cực tím. Và cái loại thứ hai là kem chống nắng vật lý. Thì kem chống nắng vật lý nói đơn giản là nó biến hóa cái tia cực tím đi ra để ra khỏi cái da của bạn và nó không ảnh hưởng đến da của bạn. Thì kem chống nắng là một loại kem mà bạn sử dụng hàng ngày, do đó mình không muốn bỏ rất là nhiều hóa chất lên trên mặt của mình và mình chỉ sử dụng kem chống nắng vật lý thôi. Và đây là cái kem chống nắng mà mình rất là yêu thích. Cái kem chống nắng vật lý thường thường nó sẽ để lại cho cái da của bạn cái màu trắng trắng khó chịu, và nó có cái cảm giác nhờn rít. Tuy nhiên với cái sản phẩm Super Good này á, thì mình không có cảm nhận được cái sự nhờn rít đó, và cái vệt trắng nó cũng không có luôn. Cái chất kem nó khá là lỏng và nó hấp thụ vào da của bạn rất là nhanh. Mình rất là yêu thích nó. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm thì mình sử dụng cái kem chống nắng này. Và cái sản phẩm tiếp theo cũng là sản phẩm kem chống nắng, cũng cùng một công ty luôn, cũng là của Super Group luôn, nhưng mà nó là một cái setting spray. Mình không biết lại có thấy được cái setting spray của mình không. Đây là cái kem chống nắng dạng xịt. Cái kem chống nắng dạng xịt. Đây là cái kem chống nắng dạng xịt. Cái nguyên nhân mà mình mua cái bình này á, là tại vì buổi chiều khi mà mình đi làm về lúc khoảng 4 giờ mấy 5 giờ thì cái mặt trời nó cũng rất là chói chang và nó rất là nắng, rất là gay gắt. Mình không có muốn sức cái kem chống nắng này lại một lần nữa lên trên mặt của mình, vì sau một ngày thì mồ hôi rồi những cái kem dưỡng da của mình nó bị chảy ra, rồi mình còn phải sức thêm một cái lớp nhờn rít này lên trên mặt nữa thì nó rất là khó chịu. Đó, mình mua thêm một cái chai spray như thế này, cái chai xịt như thế này, thì buổi chiều trước khi đi làm về, khi mình đi làm về trước khi mà ra xe, mình chỉ cần xịt lên da của mình, lên mặt của mình như thế này rồi mình ra xe rồi đi làm về thôi. Thì cái khả năng chống nắng của nó cũng y chang như là loại kem thôi, nhưng mà cái này đó là cái bình xịt thì nó làm cho da của bạn cảm thấy thoải mái, bạn không cần phải xịt thêm một cái gì nữa lên da trước khi đi làm về hết. Cái SPF, cái độ SPF của nó là 50 và cái độ SPF của cái kem chống nắng mà lại kem á là 40. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với bạn, một nó cũng là một sản phẩm về kem chống nắng nhưng mà nó có một cái tác dụng khác, đó chính là cái CC cream của It Cosmetics. Cái này cũng thuộc loại là một dòng kem chống nắng, cái độ SPF của nó lên tới 50. Tuy nhiên nó còn có màu cho nên nó làm cho da của bạn đều màu hơn. Và đối với những bạn mà lười trang điểm như mình á, thì cái này bỏ lên mặt thì mình không cần phải trang điểm nhiều. Cá nhân của mình thấy á, là cái độ che phủ của cái CC cream này rất là cao. Do đó nhiều khi mình chỉ xài một ít thôi rồi mình trộn nó với lại là kem dưỡng da của mình hay là serum rồi mình chà rồi mình đặt lên mặt như vậy. Còn đối với những ngày nào mà bạn muốn có cái độ che phủ nhiều hơn thì bạn có thể sử dụng nhiều hơn, nhưng mà cái này độ che phủ của nó khá là tốt so với những dòng CC cream khác mà mình thường dùng. Về màu sắc thì mình thấy cái loại CC cream này cái màu sắc của nó khá là đậm, do đó nên khi mà bạn chọn cái màu cho da của bạn thì bạn nên chọn một tông màu nhạt hơn một tí. Cái CC cream này không làm cho da mình bị khô và mình rất là thích nó. Nó có 3 loại lẫn, một loại dành cho da dầu, cái này là mình mua dành cho da thường, và nó có thêm một loại nữa là nó có một chút xíu highlight ở trong đó, khi mà bạn đánh lên thì da của bạn nó ánh lên, nó rất là bắt sáng, rất là đẹp. Tuy nhiên cái loại đó khi mà mình thử thì nó rất là khô, nó không phù hợp với da của mình, do đó mình không có sử dụng dòng đó. Thêm một cái nữa đó là cái CC cream này nó có tính chất chống lão hóa nữa, thì mình cũng đã trên 30 tuổi rồi, thành thử ra những cái nào mà liên quan đến chống lão hóa thì mình rất là thích, thì mình rất là recommend cái CC cream này dành cho những bạn nào làm biếng makeup như mình ha. Cái sản phẩm thứ hai là một bộ sản phẩm mà mình xài hầu như là hàng ngày luôn, và đó là sản phẩm trang điểm và sản phẩm son môi. Thứ nhất là cái lip glow của Dior, The Lip Glow to the Max của Dior. Đây, không biết có thể thấy được cái son môi của mình không? Mình mở cho bạn coi ha. Thì đây là cái đây. Và cái màu mà mình có đó là cái màu 212 212 Rosewood. Cái màu này cực kỳ dễ chịu, và cái màu này là mình thấy xài nó rất là ok.
Đây là một cái son dưỡng môi có màu, nhưng mà nó làm cho cái môi của bạn nó mọng lên, bóng lên và nó rất là nhìn tự nhiên rất là đẹp. Với lại là mùa xuân á, mình rất là thích đi dã ngoại ngoài trời hoặc là những chuyến du lịch ngắn, thì những cái chuyến đi như vậy mình không có muốn trang điểm nhiều. Do đó mình có thêm một cái cây son môi nữa, sau khi mà mình xài cái cây son dưỡng môi có màu này rồi thì mình sử dụng cái cây son môi này lên để nó cho mình thêm cái môi của mình nó thêm tươi tắn. Đây là cái cây YSL Stand, là nó giống như lip tint vậy đó, son nước, nước rất là lỏng. Thử các bạn thấy không ha? Đó. Đây, đây là, và cái màu mình chọn là màu 16. Màu 16 mình nhớ không lầm á, nó không ghi ở đây nhưng mà mình nhớ không lầm là cái màu nude amber. Mình cực kỳ thích cái màu này luôn. Nó cho mình, nó lên môi của mình cho mình cái màu nó rất là ngọt và rất là dễ chịu. Bạn có thể xài hàng ngày, nó không có quá nổi, nó không quá chịu, nó làm cho mặt mình tươi tắn hẳn lên. Và mình cũng đang sử dụng ngay bây giờ đây cho bạn có thể thấy được cái màu đó như thế nào. Đây là một sản phẩm tiếp theo, và sản phẩm này là sản phẩm mà mình sử dụng cực kỳ nhiều, không những là mùa xuân vừa rồi mà trong mỗi chuyến đi du lịch của mình, đặc biệt là khi mà mình đi du lịch với con nhỏ thì mình sử dụng nó rất là nhiều. Đây, cái này nó là một cái gối, không phải, đúng rồi, nó là một cái gối hơi. Khi mà mình mua trên Amazon á, bạn có thể mua search trên Amazon rất là nhiều cái gối hơi nó như thế này. Đây, khi mà gói lại nó rất là gọn như thế này, và mỗi lần mà đi du lịch á, mình đều đem theo nó hết. Mình đều đeo nó hết. Khi mà bạn đợi cho máy bay của bạn hoàn toàn cất cánh xong rồi đó, khi mà cái chuông mà seat belt nó tắt hết và cái lúc mà an toàn nhất á, bạn có thể thổi, bạn có thể sử dụng cái cây bơm bung bóng, hoặc là bạn có thể sử dụng hơi thở của mình để có thể thổi nó, và có thể hơi mệt. Khi mà bạn thổi nó lên thì nó sẽ ra một cái gối bự như thế này, và mình bỏ phía trước chân của mình. Sau khi mình bỏ phía trước chân của mình thì nó trở thành một cái giường nhỏ cho con của mình nằm. Bé của mình chỉ mới có 3 tuổi thôi, và cái này là một cái gọi là vật bất ly thân của mình trong mỗi chuyến đi du lịch. Tại vì có nó thì con của mình ngủ thẳng cẳng luôn, và những chuyến bay trên 10 tiếng, mười mấy tiếng mà có nó là mình cảm thấy đời của mình rất là sung sướng. Tiếp theo cũng là một sản phẩm mà mình sử dụng cho con nít. Đây là một sản phẩm của Baby Garnix. Cái này là giống như hand sanitizer, nước rửa tay, nhưng mà nó dành cho con nít. Nó dành cho con nít thì nó không có chất cồn. Thì như bạn đã biết đó, mùa xuân mình hay ra đường chơi và tay chân nó dơ, thì lúc mà bóc đồ ăn thì mình thấy nó, mình muốn rửa tay cho nó, thì bạn chỉ cần xịt một cái này lên tay của nó và chà thế là xong. Cái này nó rất là an toàn dành cho con nít. Nó không có chất cồn, không có gây khô da hay là một bất cứ gì hết. Và cái chai này rất là nhỏ, giá thành thì rất là, mình thấy nó rất là bình dân. Một chai này mình xài được rất là lâu, mình không nhớ là bao nhiêu, mình nhớ khoảng hình như 3 đồng hay 4 đồng gì đó. Nhưng mà một cái chai này mình xài được rất là lâu và nó rất là gọn. Bạn bỏ trong cái túi của bạn mà đi đâu thì chỉ cần lấy ra xịt nó một cái là xong rồi. Bây giờ đến sản phẩm cuối cùng, và những thường lệ sản phẩm cuối cùng của mình luôn luôn là sản phẩm liên quan đến thức ăn và đồ uống. Và lần này mình giới thiệu với các bạn, đây là một loại sữa oatmeal là một loại hạt mà nó có thành phần dinh dưỡng rất là cao. Ngoài sữa bò ra thì mình tập cho con của mình uống những cái loại sữa hạt khác, giống như là hạt đậu nành hay là hạt nhân. Thì ngoài những cái loại sữa hạt đó nó rất là thông dụng, thì mình mới phát hiện ra thêm một cái loại sữa làm từ lúa mạch. Khi mà mình đọc cái thành phần dinh dưỡng của nó thì thành phần vitamin D và calcium của nó thì cũng khá là giống như những cái loại sữa khác. Mình cực kỳ thích cái sữa này vì cái độ béo của nó, rồi cái vị thơm của nó thì nó rất là ngon. Cho nên đây cũng có thể là một cái sự lựa chọn dành cho những bạn nào không uống sữa bò, hoặc là dành cho những bé nào mà bị dị ứng với sữa bò. Hoặc nếu bạn muốn tập cho con bạn ngoài sữa bò ra, nếu bạn sợ có những hóc môn tăng trưởng, bạn có thể sử dụng sữa hạt, và ốc bươu cũng là một trong những loại hạt mà bạn có thể sử dụng. Rồi, đã xong 10 sản phẩm mà mình yêu thích trong mùa xuân, và mình hy vọng rằng những sản phẩm của mình có thể giúp được cho bạn. Và nhớ là cho mình một cái like nếu như mà video của mình giúp cho bạn được, và nhớ subscribe cái channel của mình để bạn không có miss những cái video của mình trong tương lai. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại.